Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình front end. Bên này thì ArcGIS cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 23 thì tôi sẽ đi giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cài đặt và sử dụng cái thằng thư viện React Bootstrap. Thì để sử dụng được cái thằng Bootstrap ở trong cái project của thằng React thì người ta đã tạo ra một cái thư viện gọi là React Bootstrap để người ta sử dụng được mấy cái component của cái thằng framework Bootstrap này. Thì để tìm hiểu về cái thư viện React Bootstrap này thì các bạn có thể vô cái trang react-bootstrap.netify. Đây, các bạn vô cái trang này. Đó, thì các bạn có thể xem thấy cái giới thiệu của nó này. Thì đây là một cái framework front end phổ biến nhất để mà tái sử dụng cho cái thằng React. Thì các bạn có thể vô cái mục get static này để xem hướng dẫn của nó này. Thì ở đây thì nó có kêu là cái tốt nhất để mà cài đặt thằng thư viện React Bootstrap này thì các bạn là cài đặt qua cái thằng npm package. Thì đây nó có cái lệnh hướng dẫn các bạn cài đặt ở đây. Đó, ngoài ra thì máy của tôi thì tôi đã cài đặt cái thằng Jan rồi thì tôi sẽ cài đặt nó qua thông qua cái thằng Jan. Đây tôi sẽ copy chỗ này. Rồi, bây giờ tôi sẽ top lại cái terminal của tôi này. Ví dụ như cái file package.json của tôi thì bây giờ tôi đang có mấy cái này dependency như vậy này. Thì bây giờ tôi sẽ có lệnh jan add. Tôi sẽ có lệnh là jan add React Bootstrap Bootstrap như vậy và tôi sẽ nhấn enter. Khi tôi nhấn enter thì nó sẽ cài đặt vào cái thằng thư viện React Bootstrap phiên bản mới nhất của tôi là cái phiên bản Bootstrap 5.2 với cái thư viện của cái thằng React Bootstrap là version 2.7.2 này. Thì bây giờ tôi sẽ nhấn enter để nó cài đặt này. Rồi nó đã cài đặt xong thì các bạn để ý là ở trên cái phần dependency của tôi này đó, ở đây thì tôi có cái thư viện là Bootstrap này version 5.2.3 này, rồi tôi có cái thư viện là React Bootstrap version là 2.7.2 này đó. Đó thì tương ứng với cái version của nó ở trên này đó. Thì ngoài ra thì cái thằng thư viện React Bootstrap này nó còn có cái version Bootstrap 4 này, Bootstrap 3 này, tương ứng của nó thì nó có các version tương ứng của nó này. Thì nếu mà các bạn muốn cài đặt các version cũ hơn ấy, thì các bạn có thể cài đặt phía sau. Thì các bạn có thể khai báo thêm cái a còng rồi theo là ở đằng sau là cái version của nó chẳng hạn, ví dụ như là version 1.66 bao nhiêu nhiêu đó, hoặc là cái tương ứng với cái này, Bootstrap là version thì tôi cũng có cái a còng này tôi theo là cái version 4 chấm chấm bao nhiêu nhiêu đó ở đằng sau này đó. Thì hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cài đặt cái native mới nhất và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái version native mới nhất này đó. Thì cái này tôi sẽ bỏ đi. Rồi tiếp theo thì các bạn đọc cái hướng dẫn sử dụng của nó này. Ví dụ như là các bạn muốn sử dụng một cái component nào đó của nó, ví dụ như các bạn muốn sử dụng cái component button này thì các bạn có hai cái cách import này. Đó, cách thứ nhất này. Đó là các bạn import như vậy. Rồi cách import thứ hai này. Đó, các bạn có thể sử dụng hai cái cách import như vậy. Thì cái cách import thứ hai này thì nếu mà trong cái file component của các bạn, nếu mà các bạn muốn sử dụng nhiều cái component của cái thư viện React Bootstrap này thì các bạn có thể khai báo với lại cái dấu ngoặc nhọn này và các bạn bỏ mấy cái component mà các bạn cần sử dụng của thằng Bootstrap này vô trong cái dấu ngoặc này và các component thì sẽ cách nhau bởi cái dấu phẩy. Rồi ngoài ra thì để sử dụng được cái thằng thư viện React Bootstrap này thì các bạn cần phải import cái file bootstrap.min.cs vô. Thì các bạn sẽ import ở trong cái file duyệt cho cái folder src rồi file index.js hoặc là cái file app.js chẳng hạn. Đó thì tôi cần phải đi import cái file này. Thì tôi sẽ copy cái dòng import này. Và tôi sẽ vô cái file app.js này chẳng hạn như tôi import đi. Đó, tôi sẽ import nó như vậy. Đó để tôi sử dụng. Hoặc là tôi sẽ để ở trên luôn cái file tôi sẽ để nó ở trên cùng như vậy luôn. Đó. Rồi tôi cho save này. Rồi theo tôi sẽ gian tản lại cái đồ Z của tôi đi. Rồi, cái ứng dụng của tôi bây giờ nó đã tạt lại. Tuy nhiên thì
sau khi cài đặt Bootstrap thì cái phần trang giao diện của tôi nó biến đổi. Nguyên do là mấy cái class của với lại mấy cái style mà bữa trước tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng ấy, thì nó bị trùng cái tên class với lại mấy class của thằng Bootstrap này. Ví dụ như class container này của tôi này, bữa trước tôi tạo ra này, thì lại trùng với lại mấy cái class container của thằng Bootstrap này. Đó. Đó. Thế nên nó bị cái issue như vậy. Thì tôi sẽ cần phải đi chỉnh nó lại. Ví dụ như cái phần header này, tôi sẽ chỉnh cho cái phần header này trước đi. Thì bữa trước cái thẻ body của tôi này, tôi có chỉnh cho nó cái mặt in top này, tôi sẽ bỏ cái mặt in top nó đi này. Đó. Thì bữa trước thì tôi có cái thẻ body, tôi chỉnh cho nó cái mặt in top đây, bây giờ tôi sẽ bỏ nó đi luôn này. Rồi tôi cho save này. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi chỉnh duyệt này. Đó thì cái phần menu header của tôi bây giờ nó chỉnh lại cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì cái chỗ cái class container này thì bây giờ nó đang hiểu nó vừa hiểu cái container này là cái class của thằng cái class container của tôi, và nó vừa hiểu cái thằng container của cái thằng Bootstrap này. Đó. Thì cái phần main content này thì tôi sẽ bỏ đi mấy mấy cái phần style container bữa trước tôi sử dụng, thì tôi sẽ cái chỗ container này thì bây giờ tôi sẽ chẳng hạn như là cái background color này tôi sẽ bỏ đi này. Rồi cái width tôi bỏ đi này, tôi sẽ để cho nó cái hay thôi chẳng hạn. Rồi tôi cho save này. Đó thì bây giờ các bạn thấy cái màu background của nó bỏ đi rồi này. Tôi theo là cái phần footer này tôi cũng sẽ đi chỉnh lại. Tiếp theo thì ở cái phần footer này ở bên dưới thì nó có cái khoảng trắng này, thì tôi sẽ đi chỉnh lại cho cái phần footer này như sau. Thì chỗ hay này tôi sẽ chỉnh lại cho nó là 60 pixel. Rồi tôi đi cho save này. Rồi tôi qua lại cái trang của tôi này. Đó thì cái khoảng trắng ở bên dưới này thì nó không còn nữa này. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tiếp tục sử dụng cái thằng thư viện React Bootstrap. Thì tôi sẽ mở lại cái thư viện React Bootstrap này. Đây, tôi sẽ mở lại cái trang react-bootstrap.netify này. Thì chẳng hạn như là các bạn muốn tìm hiểu về một cái component nào đó thì các bạn thể vô cái phần component này này. À, tìm hiểu các component của nó này. Ví dụ như các bạn muốn tìm hiểu tạo một cái module đây đó thì các bạn phải tham khảo vô cái phần module này này. Đó. Đó thì nó có rất là nhiều cái kiểu module, nhiều cái kiểu hộp thoại khác nhau này. Đó thì các bạn có thể vô đây và tham khảo này. Ví dụ như các bạn muốn tạo ra cái phần menu navigation bar thì các bạn phải vô cái phần nav bar này để tìm hiểu này. Đó thì nó có rất là nhiều cái kiểu menu khác nhau đây này, và các bạn có thể copy mấy cái code của nó vô và các bạn chỉnh sửa đây. Đó rồi nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về cái thằng Snyder Carousel thì các bạn hãy vô cái phần Carousel này và tìm hiểu này. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể xem về cái ví dụ về cái code ví dụ của thằng Snyder Carousel này, các bạn có thể copy cái code này vô và các bạn chỉnh sửa chẳng hạn. Chẳng hạn như là cái project của tôi chẳng hạn. Thì bây giờ cái phần chỗ này thì tôi sẽ bỏ đi cái dòng test này đi, rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sâu lên một cái slider carousel đây chẳng hạn. Đó thì bây giờ tôi sẽ đi bắt đầu như sau. Thì cái chỗ thẻ H1 này tôi sẽ bỏ đi. Bây giờ thì tôi sẽ có một cái banner component ở đây. Rồi, tiếp theo thì trong cái folder component này thì tôi sẽ đi tạo ra một cái folder nữa là cái folder banner. Rồi trong folder banner này tôi sẽ tạo ra cái file là banner.js. Rồi tôi cũng có phím tắt là RSS và tôi nhấn Enter để nó tạo ra cái function component banner cho tôi như vậy. Rồi cái chỗ thẻ div này tôi sẽ bỏ đi. Và tôi sẽ sử dụng cái thằng tôi sẽ copy cái carousel ở đây. Qua và tôi sử dụng. Rồi tiếp theo tôi sẽ copy cái dòng import cái carousel này qua này. Rồi trong cái carousel này thì tôi sẽ có cái mấy cái như là carousel item này. Tôi sẽ copy cái chỗ này qua này. Rồi cái phần caption này tôi sẽ bỏ đi. Tôi chỉ sâu lên cái phần hình thôi chẳng hạn.
Rồi theo thì chỗ cái thẻ SRC này tôi sẽ update lại sử dụng cái hình của tôi chẳng hạn. Thì chẳng hạn như trong cái folder public này thì tôi sẽ tạo ra một cái folder nữa là folder img. Thì tôi sẽ có một số cái hình cho nó như sau. Đó, tôi sẽ có một cái số cái hình banner này và tôi sẽ bỏ vô cái folder image này. Rồi chỗ src này tôi sẽ chuyển vô cái folder image này, rồi chuyển đến cái file hình của tôi. Ví dụ là banner gạch ngang 1.png. Đó, rồi theo tôi sẽ copy cái carousel item này xuống. Và chẳng hạn như tôi có cái hình banner thứ hai chẳng hạn ở chỗ này, cái hình banner thứ hai là kiểu là JPG. Rồi theo chỗ này tôi sẽ có hình banner ba này kiểu là JPG. Rồi bây giờ tôi sẽ nick cho site này. Rồi trong cái file app này thì tôi sẽ đi import cái file banner rồi này. Rồi bây giờ tôi sẽ nick cho site này. Rồi cho tôi lên này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là ở trên cái phần này thì nó đã show lên cho tôi cái banner slider như vậy. Đó. Đó, đây là cái carousel slider của tôi này. Tuy nhiên thì mấy cái hình của tôi thì nó có cái chiều cao khác nhau á, nên là cái slider nó không nhìn không được đẹp lắm. Đó thì khi mà các bạn design hình ảnh ấy thì các bạn nên là design cho nó có cái chiều cao bằng nhau để khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ bằng nhau. Hoặc là chúng ta có thể viết style CS để mà chỉnh cho cái image này lúc nào cái chiều cao của nó cũng bằng nhau. Rồi ngoài ra thì thường thường thì ba cái data như là SRC hoặc là cái Internet này này, thường thường thì người ta sẽ có một cái nick data, người ta sẽ nạp qua nick data và sau đó thì người ta sẽ nạp qua các item này. Thì ví dụ như tôi sẽ hướng dẫn các bạn là làm theo cái kiểu nạp qua một nick data như sau. Thì chẳng hạn như là trên này tôi sẽ có một cái banner nick này. Thì chẳng hạn như là tôi có cái banner nick này thì tôi sẽ có ba cái item thì tương ứng với lại ba cái hình banner này. Đó, thì bây giờ chẳng hạn như là cái chỗ này thì bây giờ tôi sẽ bỏ đi này. Và bây giờ tôi sẽ nạp qua cái nick này. Đây, tôi sẽ có gọi cái banner nick và tôi sẽ gọi hàm chấm map này. Tôi sẽ nạp qua cái item 1. Tôi sẽ return về. Tôi sẽ copy cái tôi sẽ cất cái chỗ carousel item này rồi. Và bây giờ chẳng hạn như cái chỗ src này thì tôi sẽ update lại là bằng cái giá trị từ cái item và tôi sẽ lấy cái src. Rồi cái internet này thì tôi sẽ bằng cái này cái item mà tôi sẽ chấm cái title. Ở ngoài thực tế thường thường thì chúng ta sẽ có một cái nick data chúng ta sẽ lấy từ backend về chẳng hạn và sau đó thì chúng ta sẽ nạp qua cái nick này và chúng ta sẽ có cái cú pháp như thế này đó và chúng ta sẽ nạp qua và chẳng hạn như chỗ này thì tôi cần thể thêm cho nó cái một cái thuộc tính nữa là cái key thì tôi sẽ bằng cái item và tôi sẽ chấm id đó để cho nó phân biệt được giữa giữa các khi mà nạp á, thì chúng ta mỗi item thì chúng ta cần phải truyền cho nó một cái key để nó tránh bị cái bug hay là cái issue gì đó đó. Rồi bây giờ tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi nên trình duyệt này. Đó thì cái slider của tôi nó vẫn hoạt động như như bình thường đó. Rồi tôi impact này. Tôi check console này. Thì ở đây thì nó chỉ có cái warning thôi này. Đó, thì ví dụ như cái key này bây giờ tôi bỏ đi này chẳng hạn này. Rồi tôi cho save này. Thì các bạn sẽ thấy nó cảnh báo là mỗi cái phần tử con trong một cái danh sách thì phải có một cái key hay
phải có một cái thuộc tính key duy nhất này đó. Vì vậy là cái chỗ này thì tôi cần phải truyền cho nó cái thuộc tính là key bằng với lại cái ID của cái item này đó. Đó. Rồi tôi refresh này này. Đó thì cái lỗi về cái key ID nó không còn nữa rồi này. Đó thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn là cài đặt cái thằng React Bootstrap, và đồng thời tôi đã hướng dẫn các bạn là sơ qua về cách sử dụng các component của cái thằng React Bootstrap này. Đó thông qua việc là tôi đã demo cho các bạn sử dụng cái thằng Carousel Slider này. Đó thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.